bạn đã đến với video top 4 chiếc tủ nấu cơm công nghiệp bán chạy nhất tại điện máy New Sun. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy kể ra những đặc điểm nổi bật nhất của dòng tủ nấu cơm công nghiệp chính hãng do New Sun này nha. Tủ nấu cơm công nghiệp hay còn gọi là tủ nấu cơm đa năng bởi vì không chỉ nấu được cơm mà tủ còn hấp nấu được rất nhiều các loại thực phẩm khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng như hấp xôi, giò chả, ngan gà vịt, các loại hải sản hay hấp các loại bánh. Đặc biệt là tuổi thọ của sản phẩm có thể lên tới trên 10 năm tuổi bởi vì với chất liệu inox 304 thì không lo han gì qua thời gian, chịu nhiệt tốt, lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối. Đặc biệt là tủ còn được thiết kế tối ưu tới từng chi tiết nhỏ, mang tới trải nghiệm tuyệt vời cho người tiêu dùng. Xuất hiện ở vị trí top 4 là chiếc tủ nấu cơm 12 khay dùng ga Việt Nam inox 304 của New Sun. Tủ sử dụng nhiên liệu ga nên rất được ưa chuộng trong các cơ sở kinh doanh có nguồn điện không ổn định hoặc thường xuyên phải di chuyển như làm đám, nấu cỗ. Bên cạnh đó thì cách điều khiển sử dụng tủ cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần nhấn vặn núm ga như bếp ga gia đình. Đây là một điểm cộng khá lớn cho người dùng. Lý do chiếc tủ nấu cơm 12 khay dùng ga Việt Nam inox 304 của New Sun bán chạy bởi vì với mức năng suất cao có thể lên tới 288 suất ăn mỗi mẻ, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của các cơ sở có quy mô từ trung bình tới lớn mà kích thước của chiếc tủ này lại không quá cồng kềnh. Đứng ở các vị trí tiếp theo thuộc về những chiếc tủ nấu cơm dùng điện Việt Nam inox 304. Có ưu thế hơn về độ an toàn nên dòng tủ nấu cơm dùng điện được người dùng yêu thích hơn. Tủ nấu cơm dùng điện được New Sun trang bị hệ điều khiển trong tủ điện rồi, nên khi các bạn cần nấu cơm hấp thực phẩm sẽ không sợ bị nước bắn vào trong quá trình chế biến làm điện bị rò, chập cháy gây nguy hiểm. Ưu thế vượt trội nữa là tủ điều khiển có đầy đủ các chế độ cài đặt nhiệt độ, cài đặt thời gian chính xác, vừa tiện lợi tiết kiệm cho người dùng, vừa giúp chất lượng thực phẩm số lượng lớn được đồng đều, thơm ngon. Điểm cộng thứ hai của loại tủ này là tiết kiệm nhiên liệu tối đa với việc sử dụng điện mà vẫn đảm bảo năng suất. Xếp hạng thứ ba trong danh sách bán chạy là chiếc tủ nấu cơm 6 khay dùng điện Việt Nam inox 304 của New Sun với kích thước khá nhỏ, khoảng 710x660x1060mm và năng suất 144 suất ăn cho một lần nấu thì tủ có thể đáp ứng nhu cầu của các quán ăn, nhà hàng có quy mô nhỏ. Tủ nấu cơm 8 khay dùng điện Việt Nam inox 304 nằm ở vị trí có doanh thu cao thứ hai. Với mức năng suất 192 suất ăn cho mỗi mẻ nấu thì tủ được số lượng lớn các cơ sở sản xuất cơm, thực phẩm có quy mô nhỏ và vừa ưa chuộng sử dụng. Danh hiệu quán quân hôm nay thuộc về chiếc tủ nấu cơm 10 khay dùng điện Việt Nam inox 304 của New Sun. Sở hữu mức năng suất vừa phải khoảng 240 suất ăn cho mỗi mẻ nấu thì tủ nấu cơm này là giải pháp hoàn hảo cho các quán ăn, nhà hàng có quy mô vừa. Vừa rồi là top 4 chiếc tủ nấu cơm bán chạy nhất tại điện máy New Sun trong tháng 5 năm 2023. Nếu như các bạn đã thấy ưng ý sản phẩm nào rồi thì hãy nhấc máy lên và gọi điện tới số máy hotline của New Sun 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Các bạn có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để được đặt mua và giao hàng tận nơi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video hữu ích thì các bạn hãy để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để có thể update những video mới nhất tại điện máy New Sun. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.